Tu hành nên hướng nội để tìm kiếm sự thăng hoa tâm linh. Ok. Tôi định lái xe quanh một vòng. Nhưng mà không được. Chiếc xe đó hư rồi. Lái ra đến cổng thì có vấn đề. Thành ra tôi phải quay về lấy chiếc xe nhỏ. Mà chiếc xe nhỏ hình như cũng bị trục trặc. Chiếc lớn này vẫn ổn hơn. Xin lỗi nha, bây giờ nhịn chút rồi đi ăn cơm là vừa. Tôi không thể làm việc theo giờ giấc. Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều là không được. Công việc rất là nhiều, hiểu không? Thật đó, bên trong, công việc bên trong rất nhiều. Nhớ sư phụ, nhớ hả? Dạ nhớ lâu rồi, cảm ơn nha, cảm ơn. Quý vị ăn sáng chưa? Dạ rồi. Chà, tốt quá. Vậy thì tốt. Có thể chờ một chút được ha. Dạ, không cần phải đi ăn cơm liền, phải không? Dạ, không cần. Ok. Để tôi xem chiếc xe đó sửa xong chưa. Nếu màn xuống đây, thì nói cho tôi biết nha. Để tôi lái vòng quanh. Tôi mới đi Hồng Kông về. Ở đó có người nói, chà chà, được nhìn thấy sư phụ gần thế này, thích quá. Thành ra tôi mới nghĩ tới quý vị. Khi đến đây ngồi xa như vậy, khó mà nhìn thấy. Xem trên TV thì được. Nhưng nhìn người thật thì không dễ dàng ha. Thôi như vậy đi. Nếu chiếc xe kia chạy được, tôi sẽ lái quanh một vòng. Còn nếu không ổn thì nhìn thế này thôi, bởi vì đầu gối của tôi không có khỏe lắm. Sợ đi xa quá à, không được. Xe cũ mà, cho dù có sơn đẹp thế nào, bên trong vẫn không tốt ha. Cho nên phải bảo dưỡng đàng hoàng một chút thì mới có thể dùng được lâu hơn. Thân thể này tuy chỉ là vật chất nhưng vẫn rất có ích. Không có nó thì mình không làm gì được ở đây, không giúp được những chúng sinh khác. Thành ra vẫn phải giữ gìn nó cho tốt nha. Ăn vừa đủ thôi, đừng ăn nhiều quá. Ăn nhiều quá sẽ hôn trầm. Thường sau khi ăn xong, mình sẽ buồn ngủ. Nên ta phải nói với quý vị trước. Chứ sợ lát nữa ăn xong, quý vị nghe không rõ. Cứ ở đó đồng ý. Dạ được, dạ được. Gì cũng được, sư phụ nói gì cũng được hết. Bây giờ vì bụng còn trống nên ta nói đôi câu. Chúng ta tu hành cũng có hai mặt. Một là vật chất, một là tâm linh. Mặt vật chất cũng phải chăm sóc. Bởi vì nếu không có nhục thể hay nhục thể không khỏe, mình tu hành sẽ khó khăn. Cho nên ăn vừa đủ thôi. Ta nói thành thật với quý vị. Rất nhiều thứ mình ăn vào, dĩ nhiên là thuần chay rồi. Nhưng vẫn có một số độc tố. Bởi vì thế giới của chúng ta bị nhiễm độc từ lâu rồi. Nước, đất, không khí, ít nhiều đều bị ô nhiễm. Biết rồi ha, đó là điều thứ nhất. Thứ hai, bản chất thức ăn cũng có một chút độc tố, rất ít thôi. Nhưng vì năm này qua năm khác,
mình ăn hoài nên thân thể có lúc sẽ bị dị ứng. Cho nên, nếu biết thực phẩm nào mà gây dị ứng thì tránh, ăn ít lại hoặc tốt nhất là đừng ăn. Mình ăn thứ đó do thói quen thôi. Quen ăn nên thích ăn. Ăn cũng tốt, không phải không tốt. Người tu hành không nhất thiết phải nhịn ăn. Bởi vì khi mình ăn, mình trao đổi nhân quả, nghiệp chướng, phước báo với người khác. Do đó, rất nhiều minh sư ăn cơm, ăn thức ăn. Bởi vì một chén cơm với thức ăn thì có biết bao là công sức trong đó. Từ việc người nông phu phải trồng, rồi thần mưa, thần nắng, thần gió đều giúp đỡ. Đến còn dùng đất, con ong, con ruồi, rất nhiều loài vật, rất nhiều chúng sanh giúp đỡ để cho chúng ta chén cơm đó. Không chỉ người nông phu thôi mà còn có người buôn bán, người trung gian, rồi ngân hàng, người lái xe, mang thực phẩm đến chỗ chúng ta. Còn có người buôn bán, thương gia, chủ cửa hàng, mạo hiểm tiền bạc của họ, mở tiệm để buôn bán làm ăn. Rồi mình cũng lái xe. Lái xe thì cũng biết bao người làm ra chiếc xe đó, rồi phải đổ xăng mới chạy được. Xe điện cũng vậy, biết bao nhiêu công sức liên quan đến rất nhiều người. Nếu mình tu hành tốt, cho dù mình đã trả tiền đàng hoàng, mình vẫn phải chia sẻ với họ một chút phước báo. Cho nên tôi không nói ăn là không tốt. Đừng cảm thấy tội lỗi nha. Thích ăn thì ăn. Ăn vừa đủ thôi, đừng ăn nhiều quá. Ăn quá nhiều sẽ gây trở ngại cho việc tu hành của mình. Rồi đầu óc suy nghĩ không thông suốt, không rõ ràng. Muốn nghỉ ngơi. Nhiều minh sư cũng vì thế mà ăn uống. Chứ họ không ăn cũng không sao. Hồi trước ở New York, lâu rồi, hơn 30 năm trước, tôi không ăn một thời gian rất lâu. Mọi người lo lắng quá, chạy tới chạy lui hỏi không ăn như vậy có chết không? Tôi nói không chết đâu. Rồi họ làm ồn ào quá nên tôi ăn lại. Ăn miếng đầu tiên, chà, giống như ăn rơm vậy. Không có mùi vị gì cả. Không có khẩu vị gì, ăn thì ăn vậy thôi, chứ không có cảm giác thưởng thức. Sau đó từ từ, dần dần, mới có mùi vị trở lại. Rồi ăn cùng với mọi người thì có khẩu vị hơn. Thế rồi tôi nói thôi, tiếp tục ăn lại vậy. Bây giờ đa số nếu họ có đến, ví dụ, có một sư tỷ người Âu Lạc Việt Nam, ta bảo cô này đi dạy cho tất cả nhà hàng Lưu Anh Hết của chúng ta ở đây. Cách làm bánh kem, làm bánh donut thuần chai, không biết donut tiếng Hoa gọi là gì. Tiên tiên quan. Ok, quý vị biết rồi, bánh hình tròn đó. Rồi ở giữa có một cái lỗ, họ cho một ít mứt vào trong. Thường thì hồi trước mình rất thích ăn những thứ đó mà, phải không? Bây giờ rất ít vì khó tìm thấy loại thuần chai để mà ăn. Nên ta bảo cô này đến dạy cho Logan Hot cách làm những thứ đó. Và cả bánh kem thuần chai mà quý vị không tìm thấy ở đây. Nói tới đồ ăn là vỗ tay liền. Trời ơi! Vậy thì tôi không cần nói chuyện tu hành nữa. Nói về đồ ăn thôi là ai cũng vui vẻ. Người Trung Hoa mình thích ăn mà. Bởi vì đông dân có nhiều sự cạnh tranh. Sợ mình không ăn thì người khác ăn mất. Cuộc sống cạnh tranh hơn. Formosa Đài Loan cũng cạnh tranh. Đông dân càng ngày càng tăng. Bởi vì hệ thống y tế của chúng ta cũng rất phát triển. Người già không chết sớm. Nên họ có thể sống lâu hơn.
Còn người trẻ hiện nay không muốn sinh nhiều con cái vì phải làm việc và muốn được tự do. Nhưng mà họ cũng có sinh con, nên dân số gia tăng, vậy cũng tốt. Người già sống lâu hơn một chút thì cũng tốt. Có cơ hội nhiều hơn để niệm Phật, lại Phật, tụng kinh hoặc là ngồi thiền tu hạnh, hay là trở về với đời sống thiên nhiên, có cơ hội để tu hành hơn. Nếu vãng sanh thì cơ hội không còn nữa. Cho nên nhiều khi, nếu thiết đãi khách, tôi hay mời người già. Mấy người trẻ lại nói, sao sư phụ lại có tâm phân biệt? Tôi nói không phải, không phải. Người già đã hy sinh cả đời cho gia đình, xã hội, cống hiến nhiều rồi. Bây giờ họ tuổi cao, ít có cơ hội gặp tôi. Người trẻ sau này còn có nhiều cơ hội. Quý vị già đi rồi tôi sẽ mời. Già nhanh chút đi rồi tôi mời. Người trẻ thật ra rất thoải mái. Đời sống thuận tiện, đi lại dễ dàng, không có đau đớn gì. Còn người già thì thân thể suy yếu. Nếu họ có thuốc uống, uống vitamin để dưỡng sức, ăn uống tốt, thì có thể giữ thân thể còn khỏe. Nhưng mình già rồi thì không biết lúc nào sẽ rời khỏi thế giới này. Nên nếu quý vị có cha mẹ thì phải hiếu thuận hơn, biếu cha mẹ đồ ăn ngon, thăm viếng thường xuyên. Bởi vì họ già rồi không biết lúc nào họ ra đi. Đừng đợi họ ra đi rồi mới chạy tới và nắm mồ vô tri vô cảm bái lại thì có ích gì. Hoặc mang cơm nước cúng dường cho họ, có thấy họ ra ăn không? Thân thể một rửa rồi, làm sao mà ăn được? Nhưng lễ nghi cũng tốt, chứ tôi không nói là truyền thống đó không tốt. Ý là tưởng nhớ mà, tưởng nhớ tới cha mẹ đã vãng sanh và cảm ơn họ. Họ vãng sanh rồi nhưng mà mình vẫn còn nhớ tới họ, đó là thể hiện lòng hiếu thuận, vậy thì được. Chứ đừng nghĩ rằng bái lại đó thì phong thủy sẽ tốt, mình sẽ phát tài. Ý nghĩ đó thể hiện sự bất hiếu. Đến bên nấm mộ hay hài cốt bái lại là vì mình thường tưởng niệm họ, nhớ đến công ơn của họ đã vất vả chăm sóc cho mình từ thuở ấu thơ cho tới lớn. Nếu sau này quý vị lập gia đình, có con cái thì sẽ biết vất vả ra sao. Con cái mà bệnh sốt thì suốt đêm quý vị không ngủ được, rồi ngày hôm sau vẫn phải đi làm như thường. Nếu không đi làm, ông chủ cho nghỉ việc thì sẽ không có tiền. Thời nay tuy có rất nhiều tiện lợi, nhưng chúng ta cũng phải gánh vác rất nhiều. Có xe hơi chạy thì rất là thoải mái, nhưng mà tốn rất nhiều tiền. Rồi nếu có nhà đẹp một chút á, ở chỗ tốt thì cũng đắt quá, phải không? Rất đắt. Nên phần lớn, hai vợ chồng đều phải làm việc thì mới có thể giữ được cái mức sống thời nay, mới theo kịp với hàng xóm. Người tu hành chúng ta có lẽ ít có kiểu tranh đua đó, ít khoa trương vẽ bên ngoài, nhưng vẫn phải gánh vác nhiều. Bây giờ mình biết tiết kiệm rồi ha. Trong nhà điện nước dùng ít, dùng vừa đủ thôi, đừng lãng phí quá. Rồi ví dụ như rác, mình dùng cái bao to hoặc thùng lớn, bỏ rác vào thùng nhỏ trước, rồi sau đó đem vào thùng lớn hoặc bao rác lớn, rồi mang đi. Đừng có mỗi lần mỗi vứt một bao ni lông nhỏ như vậy. Bao ni lông rất có hại cho môi trường thế giới. Thùng nhựa hoặc thùng gỗ thì mình có thể lau rửa xong là dùng được ngay, không cần phải lót bao ni lông bên trong. Tiết kiệm được gì thì tiết kiệm tiền, bớt làm ô nhiễm thế giới, để mọi người vui hưởng. Thế giới chúng ta đã ô nhiễm quá rồi. Địa cầu này còn tồn tại quá là điều kỳ diệu.
Người đông như vậy mà vẫn còn có cái để ăn. Chuyến đi Hồng Kông để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Hồi trước tôi chỉ đến thời gian ngắn rồi đi về, nếu không thì đi lên đảo tràng trên núi, rồi ở lại đó chứ không có ra ngoài. Họ lái xe chở tôi đi. Còn tôi thì nhắm mắt lại tọa thiền suốt trên đường tới đảo tràng. Ok, đến rồi. Vậy thôi. Tôi rất ít tiếp xúc với người khác, ít quan sát bên ngoài. Lần này tôi không muốn làm phiền ai. Chúng tôi đi xe lửa hay xe điện ngầm? Để không làm phiền họ. Nếu không có xe đi, đường ngắn thì đi taxi. Nên tôi có cơ hội tiếp xúc với người dân nhiều hơn. Họ rất thân thiện, rất vui vẻ. Ở đó hiện nay vẫn rất tự do, nên mọi người rất dễ tìm việc làm. Việc kinh doanh cũng rất phát triển. Miễn thuế mà. Bên đó là hòn đảo nhỏ, không có tài nguyên gì, mà cái gì cũng có. Họ không có tài nguyên, không có khoáng sản, không có gì cả. Cái gì cũng nhập khẩu, nhưng không thiếu thứ gì. Quý vị có tiền là mua gì cũng có, nhưng không khí cũng bị ô nhiễm rất nghiêm trọng. Rất nhiều người có xe vì họ có tiền. Lái xe ở đó khó khăn nhưng cũng được, không đến nỗi nào. Đa số người dân đều có ý thức bảo vệ môi trường. Phần lớn đều đi xe điện ngầm, nên giao thông cũng ổn. Không khó khăn như Đài Loan Formosa trước đây. Bây giờ Formosa giao thông thuận tiện rồi ha. Có đường cao tốc phía trước chỗ tôi. Tôi có thể đếm bao nhiêu chiếc xe mỗi ngày. Nhưng không khí là mờ không rõ, không thấy núi, biển ở đằng trước như trước kia nữa. Chỗ này vốn cao hơn một chút nên có thể nhìn thấy, nhưng cũng không còn nhìn thấy nữa bởi vì bị khói xe làm ô nhiễm. Khí thải ô nhiễm từ xe làm che hết khung cảnh. Có lẽ sau này nhưng người Formosa Đài Loan cũng rất có ý thức về việc bảo vệ môi trường. Cũng đã cố gắng rất nhiều. Tôi thấy có nhiều thay đổi. Nhưng có lẽ sau này mình sẽ có xe tốt hơn. Ví dụ như dùng xe điện, xe sạc điện, hay là sử dụng xe điện ngầm nhiều hơn, thuận tiện cho mọi người. Rồi bầu không khí trên đảo của chúng ta sẽ tốt hơn. Nhưng cũng tạm được rồi. Chuyến đi Hồng Kông làm tôi thật ấn tượng. Người thì đông nườm nượp như vậy, mà đảo thì nhỏ, xe thì nhiều như vậy. Du khách cũng đến rất đông. Vậy mà vẫn có thể giữ được tiêu chuẩn sống. Có cơm ăn, nước uống, rồi có đường xá để lái đi, vân vân. Làm sao mà họ có thể chăm sóc tốt như vậy? Vấn đề thực phẩm, nước uống, rác thải và cống rãnh. Chà, sao mà làm được? Thật tài giỏi. Bên đó tòa nhà cao lắm, có một số không nhìn thấy nóc. Có ngước lên nhìn cũng không thấy vì cao quá. Tôi mới nói là giống như New York thu nhỏ vậy. Nhưng người dân họ rất lương thiện, rất hay giúp đỡ mà cũng rất vui vẻ. Tôi cảm nhận được từ trường vui tươi đó. Tôi cũng rất thích ở Hồng Kông. Chỉ là vấn đề về chó. Nếu đến Hồng Kông là phải tiêm phòng nữa. Cũng đã tiêm mấy mũi rồi. Vì từ châu Âu đến mà nơi đó vệ sinh rất sạch sẽ, đã tiêm ngừa hết rồi. Và có giấy chứng nhận từ bác sĩ. Nhưng nếu dẫn đến Hồng Kông thì phải tiêm ngừa lại, tại sợ như vậy quá độc hại đối với chó. Chú chó vẫn còn nhỏ mà, mới 4 tuổi. Tôi lo cho nó. Trước đây đã bị ngược đãi nhiều rồi, giờ nó không chịu nổi. Trước đây mấy chú chó khác của tôi bị dị ứng, sưng lên hoặc là không đi lại được, thật đáng sợ. Đó là tiêm một mũi thôi, bây giờ nếu lại tiêm gấp đôi thì tôi thật không đành lòng. Nên có lẽ tôi phải trở về châu Âu. Chờ thời gian đến rồi tính nha. Hôm nay xuống gặp quý vị, không biết bao giờ mới gặp lại, nên nhìn nhiều vào nha. Mấy người đeo kính thành bốn mắt đó thì nhìn cho nhiều đi ha.
đi Hồng Kông. Tôi rất rộng rãi với các nhân viên phục vụ. Khách sạn chúng tôi ở là 3 sao, hơn 3 sao, nghe nói vậy. Có hệ thống thân thiện môi trường. Rất tốt, rất thoải mái, dễ chịu. Tôi đối xử với nhân viên phục vụ trong tiệm ăn rất rộng rãi. Trả tiền cho họ nhiều gấp mấy lần. Ví dụ tiền taxi 50 đồng. Nhưng vì đoạn đường ngắn quá, tôi trả cho họ gấp mấy lần. Gấp 3, 4, 5 lần điều đó. Mình thích vui mà. Họ rất vui. Nhưng một số người họ không lấy. Có người nói không, không, 50 đồng là 50 đồng. Rồi tôi nói là tiền tặng thêm cho công việc họ làm. Thì họ mới lấy thêm 20 đồng. Vậy thôi. Có một số người hình như có tu hành giống như chúng ta, không lấy thêm, họ rất tốt. Phần lớn họ đều rất lương thiện. Dù có lấy tiền tặng hay không lấy, họ đều rất tốt bụng và lịch sự. Người đi đường cũng vậy. Vì tôi đi bộ tìm xe lửa hay xe điện ngầm, nên mới có dịp trò chuyện với họ. Nếu chúng tôi lạc đường, họ rất sẵn lòng chỉ đường. Có người còn bảo chồng họ đưa chúng tôi đến chỗ đầu đường nào đó, nơi dễ tìm đường hay là taxi, vân vân. Rất tốt bụng, rất thân thiện. Vì tôi muốn đi tới là Vinh Hot của chúng ta ở đó. Đi ăn cơm, nhân tiện, xem tình hình họ ra sao, làm ăn có ổn không. Họ làm bánh kem thuần chay, bánh quy thuần chay cũng rất ngon. Thật sự cái nào cái nấy rất ngon. Bình thường tôi không thích ăn đồ ngọt lắm, bởi vì họ bài biện ở đó. Thì tiện thể tôi cũng ủng hộ cho công việc kinh doanh của họ vì thôi, nên cái nào cũng ăn nếm thử, cái nào cũng ngon. Bình thường ở ngoài mình ăn một cái bánh ngọt, rồi ăn cái khác thì không ngon nữa, còn ở đây loại nào cũng ngon. Người Formosa Đài Loan đến đây làm và mở tiệm. Rồi đầu bếp cũng là người Đài Loan Formosa. Dĩ nhiên cũng có người địa phương phụ giúp. Nếu quý vị muốn ra nước ngoài làm ăn thì đều hoan nghênh. Nước ngoài ít đồng tu. Họ không biết làm đồ chay, thuần chay như thế nào. Còn đồng tu mình làm rất có tình thương. Ta ăn ở một nhà hàng là bên hết thôi. Có mấy lưu vinh hết khác cũng rất nổi tiếng mà không có thời gian đến thăm. Tôi đi ăn ở đó rồi trở lại bên đường. Chà, người đông như kiến, đi đi lại lại, con đường có rất nhiều người qua lại. Có một người mù, mắt nhìn không thấy. Anh ta bày một cái quầy nhỏ nhỏ như thế này bên đường, cũng giống như chỗ này vậy. Anh ta bày nhiều món đồ khác nhau, đồ dùng gia đình, dây thun, kim chỉ này kia. Nhiều khách qua đường đến mua giúp cho anh ta. Các bà nội trợ đến mua thứ này thứ kia. Tôi cũng mua giùm anh ta rất nhiều. Lúc đó tôi cũng không hiểu mua những thứ đó để làm gì nữa, vì ở đây đâu có thời gian may vá quần áo. Có một sư tỷ may đồ rồi, mà tôi cũng không cần phải may vá gì. Bây giờ ta bảo họ may cho tôi mấy bộ quần áo đơn giản dễ mặc rồi, có thể mặc được một chút, không màu mè nữa mà họ vẫn tìm cách cho bông hoa vào. Trông cũng đỡ hơn một chút. Nhưng họ làm ai nhiều quá, hôm nay tôi không biết phải mặc cái nào. Rồi cũng có người mua cho anh mù đó. Anh ta biết cái nào là cái nào, bao nhiêu tiền. Chỉ cần đưa tiền vào tay anh ta sợ là biết ngay bao nhiêu tiền. Không sai chút nào. Bởi vì chúng tôi mua rất nhiều, anh ta rất vui. Chúng tôi cứ mua. Còn anh ta sờ từng cái rồi bảo chúng tôi bao nhiêu tiền, chúng tôi viết ra để lát sau cộng lại. Anh ta nhanh hơn chúng tôi. Anh ta nói cái này 20 đồng, rồi sờ cái khác tiếp nữa, nói 30 đồng nữa là 50 đồng, rồi sờ tiếp cái này nữa là 67 đồng. Anh ta không cần máy tính, hiểu không? Chà, giỏi thật. Anh ta ngồi đó buôn bán rất là vui vẻ. Tôi rất cảm động, rất cảm động. Tôi đưa thêm nhiều tiền cho anh ta.
Anh ta cũng cảm ơn, rất cảm kích, không từ chối nhã ý của tôi, luôn tươi cười. Tôi sang bên cạnh, mua một ít đồ ngọt phần chai cho anh ta ăn. Anh ta vui mừng đón nhận. Tôi rất cảm động vì mắt anh ta không thấy được. Có thể mượn cớ để lãnh tiền của chính phủ, hiểu không? Vậy mà anh ta tự buôn bán, tự kiếm sống. Thật vô cùng cảm động. Anh ta không phải người thường. Anh xuống đây làm gương cho chúng ta, làm gương cho những người lười biếng, cho những người không thanh liêm, cho chúng ta biết tri túc, thường lạc, biết đủ thì mãn túc. Không biết đủ thì lúc nào mới đủ? Nếu mình cứ muốn nhiều, thì sẽ cứ muốn hoài mà không đủ, mãi mãi không mãn túc. Nên mình có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu thôi. Cuộc sống giản dị. Buổi tối đi ngủ không phải sợ chủ nợ tới đòi, không lo ngày mai trả nợ ra sao, vân vân. Tôi cũng biết là bây giờ quý vị sống đơn giản nhiều rồi, phải không? Dạ phải, đồng tu đó, đúng không? Dạ đúng, đúng rồi, cuộc sống càng giản dị thì càng vui vẻ, có cảm giác đó không? Dạ có, thật không? Dạ thật, không thấy xấu hổ với hàng xóm hay sao? Dạ không, không thấy mất mặt hả? Dạ không, được rồi, thái độ như vậy đúng rồi, thái độ như vậy có ích chứ hả? Dạ, trước đây bình thường tôi đi đâu, có nhà nào thì tôi ở nhà đó. Lúc gấp gáp, không thể ở đó đợi xây hang động. Và lại không phải chỗ nào cũng xây hang động được. Xây nhà cũng không được. Có nơi được, có nơi không. Đất tư nhân thì xây nhà nhỏ thì được, nhưng ở đây thì không được. Chỗ đó là chúng tôi thuê của người ta, nên cũng không được xây. Mua được có thì mua, thuê được thì thuê, nên mọi người thông cảm nha. Tốt nhất đừng có xây nhà lớn, sau này lại phát hiện ra vi phạm luật chính phủ, rồi tâm bất an, về mặt đạo đức cũng không đúng, như vậy là không yêu nước. Nên mình không có thì thôi nhé. Trước đó tôi có nói rồi, thời tiết đẹp thì đến nhìn tôi một chút, nếu đông người quá thì không có đủ nước, tôi ở đây thì quý vị đến không sao. Còn tôi không ở đây thì quý vị có thể luân phiên đến, hôm nay Đài Trung, ngày mai Đài Bắc. Ví dụ vậy, thì lượng nước dùng sẽ không nhiều như vậy. Quý vị đến đây nếu muốn lấy nước, thì lấy một chút thôi, rồi pha với 2 gallon nước của mình. Cũng vẫn có tác dụng. Bởi vì nước của chúng ta tuy có đào nhiều giếng và có nhiều tháp nước lớn, nhưng mình vốn không nên tham quá. Không nên tu bằng bề ngoài nhiều quá. Đừng có tu về mặt vật chất. Tự mình tu, tự mình kiếm phước báo rồi thì thân thể sẽ khỏe mạnh, tinh thần sẽ vui vẻ. Phước báo sẽ mang đến vận may. Càng tham lam thì sau này sẽ bị trừ mất điểm tâm linh của mình. Như vậy tiếc lắm. Thế giới này không có gì là miễn phí cả. Dĩ nhiên là tôi cho miễn phí, nhưng đối với Ma Vương thì không có gì là miễn phí cả. Ông ta sẽ trừ đi một số điểm. Dĩ nhiên mình có thể đào giếng, có thể thu thập nước để dùng, nhưng tôi cảm thấy mình nên để nước chảy đi khắp nơi một chút, chảy ngầm ở phía dưới, đằng chia cho cây cối, hoa cỏ. Không nên cái gì cũng cho vào túi mình. Ở nhà mình có nước uống rồi, còn cây cối bất lực, chỉ nhờ vào nguồn nước tự nhiên. Mình không thể tranh giành của họ nhiều quá. Ở đây mình có đủ nước nấu ăn. Quý vị đến đây có thể uống, có thể dùng là được rồi. Nếu mang về thì mang một ly nhỏ thôi, cũng chẳng cần thiết mà. Tuần nào quý vị cũng đến, ăn ở đây, uống ở đây là được rồi. Nếu mình không lấy nước đi, thì nước sẽ chảy vào cho cỏ cây và bảo vệ môi trường xung quanh. Có một số cây đẳng cấp rất cao. Quý vị không biết đó thôi. Cảnh giới thứ năm đó. Một số cây to có rất nhiều linh khí.
Cho nên nhiều người ngồi thiền ở đó cảm thấy rất là dễ chịu. Nên quý vị đi đến công viên nào đó, dù cây nhỏ, đẳng cấp không cao, nhưng nếu cây ở cảnh giới thứ ba thì cũng là mình dễ chịu lắm rồi. Cây đứng như vậy là để bảo vệ cho thế giới, làm ổn định cho thế giới chúng ta và cung cấp cho mọi người dưỡng khí, rồi hấp thụ thán khí giống như kiểu thu nghiệp chướng vào và ban phước báo ra vậy. Nếu không phải chúng sinh ở đẳng cấp cao thì cây làm sao làm được vậy? Quý vị nhìn họ xem, cây không có mắt, không có miệng, không có gì cả thì làm sao mà biết cách làm gì chứ? Là do có linh khí, có tâm linh. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Thành ra phải tôn trọng vạn vật, đừng lạm dụng, đừng lợi dụng. Có một số cây rất cao to, có một số loài cây, họ tình nguyện đến đây để bảo vệ cho chúng ta, để cho chúng ta chúc phước báo. Bởi vậy, quý vị đừng tùy tiện cắt, chặt cây. Bên này không biết chính phủ có cấm không? Ở quốc gia khác, loài cây to đó muốn chặt thì phải xin phép. Dù là tự mình trồng cũng vậy. Cây lớn rồi cũng không được tùy tiện chặt. Trừ khi cây tự đổ xuống chứ mình không được tùy ý chặt. Các quốc gia Âu Mỹ đều như vậy. Mặt tốt của người ta, biện pháp tốt của người ta, mình nên học tập, nên tiến bộ. Nhưng mà Đài Loan Formosa hiện nay đã có linh khí rất cao, rất tiến bộ. Có một hôm ta nói với người bên cạnh, ta không nhận ra Đài Loan Formosa nữa. Đây không phải là Đài Loan Formosa. Từ trường cao giống như Âu Mỹ vậy. Hiểu không? Tiêu chuẩn bên trong đó. Tôi nói với mấy người, lạ quá, sao hôm nay tôi không nhận ra Tây Hồ, không nhận ra Đài Loan Formosa. Chúng ta ở Formosa thật sao? Sư tỷ người Đức nói với tôi, dạ đúng rồi, sư phụ chúng ta đang ở Đài Loan Formosa, đang ở Formosa, Formosa. Tôi nói, tôi biết, tôi nhớ, mình có đến Formosa Đài Loan, nhưng sao hôm nay không nhận ra nhỉ? Sau mấy ngày trở về thì tôi không nhận ra Formosa, không nhận ra Tây Hồ nữa, không thể xác định. Mình đang ở Đài Loan Formosa. Tôi không nhận ra, thật đó. Rồi tôi lại nói với người bên cạnh lần nữa, sao tôi lại không nhận ra Đài Loan Formosa nhỉ? Tôi thật sự đang ở Mẹo Lý Tây Hồ sao? Tôi lẫn lộn đến mức vậy đó. Tôi cũng biết là mình đang ở Đài Loan Formosa nhưng mà không nhận ra. Đột ngột mà bởi vì thay đổi nhanh quá. Lúc đó tôi ở phòng làm việc, nhìn ra ngoài thì có cảm giác đó. Bỗng chốc thay đổi nhanh quá. Thấy giống như tôi đang ở châu Âu vậy, hiểu không? Ở châu Âu quý vị biết rồi, đường xá của người ta rất là sạch sẽ. Nhà cửa ngăn nắp, cỏ cây, mọi thứ đều rất đẹp, phải không? Người ta rất là tuân thủ luật pháp, rất tôn trọng pháp luật. Ví dụ quý vị đến Áo, chỗ ở chỗ Lovenhut đó, rồi đi dạo xung quanh quan sát, có phải rất đẹp, rất ngăn nắp không? Con người rất tốt bụng, thân thiện, tiêu chuẩn của người ta khác hẳn, vì tâm linh bên trong có họ khác. Nên họ có phước báo được ở quốc gia đó. Thật như vậy đó. Mỗi quốc gia có từ trường riêng. Ví dụ giống như Đức. Đức trước đây chia làm hai quốc gia. Berlin chia đôi. Rồi có nghiên cứu nói rằng hai nơi đó khác biệt rất lớn. Sau này an bình rồi hợp lại thành một. Cách bức tường thôi, người dân giống nhau, nhưng hai trình độ tinh thần, thái độ, cá tánh đều khác nhau, thật sự khác nhau. Còn Pháp và Ý nữa, ví dụ ha, cách một con đường thôi, mà khác hẳn, ngôn ngữ cũng khác. Thức ăn khác, phong tục khác, thái độ khác, tính cách khác. Quý vị biết ha, thật sự mỗi quốc gia có phước báo và nghiệp chướng riêng. Mấy ngày trước, lúc tôi chưa đi Hồng Kông thì phát hiện ra như vậy. Formosa Đài Loan đột nhiên đã thay đổi. Nhanh quá, nhanh quá. Tôi không nhận ra, tôi cứ hoài nghi. Sao Formosa Đài Loan lại thay đổi như thế này nhỉ? Tôi thật sự có hỏi họ.
Tôi ở Formosa, Đài Loan, thật sao? Rồi họ nói, dạ phải. Sư phụ có nhớ tới áo rồi. Tôi nói, đâu có nhớ, không phải nhớ. Đột nhiên tôi nhìn ra thì thấy mọi thứ hoàn toàn khác thôi. Không phải Tây Hồ. Không phải Đài Loan, Formosa. Tôi thật sự nghi ngờ bản thân. Bản thân mình. Bây giờ biết rồi, sau đó kiểm tra thì biết rồi, linh khí của quý vị tăng lên mà. Phước báo của quốc gia tăng lên. Đột nhiên vậy đó, có mấy ngày thôi. Ôi, khác hẳn, khác hẳn. Bây giờ ổn rồi, tôi quen rồi. Bởi vì quá bất ngờ mà, tôi đang làm việc, chú tâm làm việc. Công việc hành chánh thế gian. Nên đâu có chú ý. Bỗng nhiên mệt quá, nên vận động một chút thế này. Rồi nhìn ra, ôi, mình đang ở đâu đây? Bởi vì tôi ngừng làm việc, ngừng chú ý tới mấy tờ giấy hành chánh vật chất, nên mới để ý tới cái khác, từ trường khác. Rồi mới cảm thấy, ôi, mình đang ở đâu đây? Tôi tự hỏi bản thân, mình đang ở đâu đây? Tôi biết, mình đang ở Đài Loan, Formosa. Nhưng mà lạ quá. Thấy sao không phải Đài Loan, Formosa, không phải Tây Hồ, hiểu không? Cảm giác đó rất đặc biệt. Không diễn tả được. Nhưng quý vị biết là được rồi. Chúng ta tu hành. Cảm ơn. Tôi có nói rồi, chúng ta tu có hai mặt mà. Một bên trong và một bên ngoài. Bên ngoài chúng ta vui vẻ đối xử với mọi người lịch thiệp bằng tình thương và giúp đỡ họ. Đó là bên ngoài. Bởi vì đó là tự nhiên từ bên trong phát ra, không miễn cưỡng được. Nếu mình tu hành có phước báo, thì ngay cả thuốc độc cũng hóa giải được. Còn nếu không có phước báo, thì nước cam lồ của Đức Phật cũng nuốt không trôi. Hãy chăm sóc bên trong trước, rồi bên ngoài sẽ thuận lợi. Đừng đến đây mong chờ lấy bánh kẹo thuần chay về cho bạn bè, người thân. Như vậy là có lòng tốt, nhưng mình không có đủ người để cả ngày đi mua đồ. Thật là không phải với họ. Công việc của họ đã nhiều rồi. Người xuất gia lẽ ra phải có thời giờ tu hành. Do đó, thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người xuất gia đâu có kinh doanh. Lẽ ra không nên như vậy, hiểu không? Không làm hành chánh gì hết. Chỉ ngồi thiền thôi, tự chăm sóc bản thân, mỗi ngày đi khất thực một lần. Như vậy, không lãng phí thời giờ suốt ngày nấu nướng hoặc làm phiền người khác nấu cho ăn. Nhưng thời nay, mà đi khất thực có thì không được. Nơi nào người ta cũng sẽ cho rằng quý vị mang đến điềm xui, hoặc họ không cho, họ không quen. Chỉ Thái Lan mới còn tập quán này, Miến Điện, Lào, Campuchia vẫn còn một chút. Nhưng mà không phổ biến như thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hồi xưa nữa. Nếu quý vị muốn mua thì tới để đó, rồi mang về ăn. Người ta cũng làm vậy với Phật gỗ. Tôi có thấy nên tự hỏi lạ thật. Sao người ta là đối xử với Phật gỗ tốt như vậy? Mỗi lần muốn gì thì mang táo hay gì đó dâng lên Phật. Bái lại xong, đi ra ngoài một vòng, nghỉ ngơi, lát sau quay lại lấy hoa rồi quả ra về. Còn ở đây, quý vị đợi tôi đi mua bánh kẹo. Hồi trước thì không sao, lúc ban đầu không có nhiều người, cũng còn được. Chỉ là bây giờ người xuất gia ít đi, lại phải đi ra ngoài đi làm. Rồi ở đây, họ còn phải làm rất nhiều việc hành chánh, rồi còn giúp tôi làm một số việc. Chăm sóc chỗ ở của chúng tôi ở trên đó, rồi chăm lo điện, nước, vân vân. Để quý vị đến đây thoải mái, mọi người chúng tôi cùng chăm sóc. Nên bây giờ tôi rất bận không còn cách nào. Mỗi ngày ăn một bữa mà có lúc còn không kịp. Tôi không thể giống như hồi trước được nữa. Hồi trước đệ tử ít, thế giới vẫn còn ổn. Bây giờ tình hình cấp bách rồi, còn thêm vào việc đi lên tất cả các vũ trụ chăm sóc nữa. Thật ra, tôi bị thiệt thòi khi xuống đây nói chuyện với quý vị. Nhưng lâu rồi không gặp, quý vị lại từ xa xôi đến, tôi không thể phụ lòng quý vị nên xuống gặp một chút. Thế giới
Thế giới có gì tốt đẹp cũng bị ô nhiễm hết rồi. Âm nhạc của thế giới có một số cũng ô nhiễm, khiến tinh thần mình bị nhiễu loạn và kéo mình xuống loại cảm tình Atula đó, vân vân. Đèn điện cũng không tốt cho mắt và da của mình. Có một số khách sạn, như khách sạn tôi ở, buổi tối họ để rèm cửa tự động khép lại vì để tránh ánh đèn bên ngoài chiếu vô. Bởi vì đèn cũng là một loại mà gọi là ô nhiễm ánh sáng. Nếu buổi tối đèn sáng quá, quý vị ngủ không ngon, chất lượng giấc ngủ không tốt. Cần phải thật là tối, thân thể mới có thể nghỉ ngơi, mới có thể hồi phục, mới sản sinh ra những thứ cho thân thể giữ được sự trẻ trung. Nhưng mà ngày nay khó lắm. Dĩ nhiên, khi mình ngồi thiền, phải tối một chút mới tốt để mình thấy ánh sáng bên trong. Lúc đó, ánh sáng bên ngoài mình không cần, buổi tối không cần đèn thì phải tắt đi. Đèn đường chỗ cần thì để, không cần thì tắt. Rồi kéo rèm cửa ngủ cho ngon giấc. Nếu bên ngoài sáng quá thì có thể dùng tấm che mắt, hiểu không? Người ta còn nói ô nhiễm tiếng ồn và cả ô nhiễm ánh sáng nữa. Quý vị chưa nghe sao? Thật sự là ô nhiễm đó. Ví dụ như đi máy bay, họ có viết là vui lòng kéo tấm chắn nắng xuống. Trước khi rời khỏi, trước khi xuống máy bay thì kéo tấm chắn nắng xuống. Là tại sao? Là do khi máy bay đậu ở đó, bên trong có máy lạnh và một số máy móc khác vẫn còn chạy để giữ nhiệt độ. Bên trong còn người lao dọn, làm việc, vân vân. Nếu tấm chắn nắng không được kéo xuống, ánh nắng bên ngoài sẽ chiếu vô. Như vậy máy lạnh phải tiếp tục tăng tốc. Như vậy không tốt cho môi trường. Hiện nay tinh thần bảo vệ môi trường của nhiều người trên thế giới rất cao. Quý vị phải nghiên cứu thêm nhé. Ở nhà nếu làm được gì thì làm thêm. Ví dụ quý vị bật máy lạnh, nhưng mà bên ngoài nắng quá thì máy lạnh sẽ tăng tốc. Nếu không nó sẽ tự ngắt. Lát sau lại tự hoạt động lại để duy trì nhiệt độ. Nhưng dĩ nhiên không phải nơi nào mình cũng có cách. Nếu có cách thì bảo vệ môi trường ha. Ô nhiễm tiếng ồn cũng không tốt cho tai chúng ta. Nếu âm thanh quá lớn thì nhiều khi tim chúng ta sẽ giật thót hoặc toàn thân, các tế bào đều bị. Giống như một số người lái xe máy rồ ga lớn tiếng là không đúng, không tốt cho thân thể con người. Tinh thần mà chấn động thân thể cũng bị ảnh hưởng, thường xuyên như vậy sẽ không tốt. Ở các quốc gia có chiến tranh, vì họ đánh nhau đôi lúc như tiếng bom đạn hay vũ khí lớn nổ ra âm thanh quá lớn, nên những nơi đó tinh thần của trẻ em đều không ổn định, không tốt. Thân thể người già càng bị ảnh hưởng. Phần lớn con người đều bị ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng, cho nên dù thế giới của chúng ta có thay đổi nhiều rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ phải thay đổi, không phải chỉ có rác rến thôi. Chai nhựa đựng nước uống và những lon nhôm này nữa cũng không tốt cho môi trường, nhưng cũng có thể tái chế còn tạm được. Tôi không uống mấy loại này mà không hiểu sao họ cứ mua. Cả tủ lạnh của tôi đầy ắp. Tôi không động đến, không muốn uống. Bây giờ nước tôi cũng uống rất ít, thỉnh thoảng thôi. Bị nghiệp chướng ảnh hưởng thì uống thứ khác. Một cốc bia chai không còn gì đó, nhưng bây giờ rất ít khi uống. Nước cũng uống rất ít. Từ hôm qua đến nay, mới uống một ngụm này hồi nãy thôi. Cũng chưa ăn nữa. Ăn cũng rất ít mà uống cũng rất ít. Tôi cũng cố gắng ăn. Nhưng khi công việc bận quá thì không nghĩ tới. Khi nhớ tới hay xong việc thì đi ăn một chút. Phần lớn ăn một bữa là đủ. Nếu bữa đó không kịp ăn hay ăn ít quá, sau đó có đói thì ăn thêm, vậy thôi. Chúng ta nghĩ rằng ăn nhiều thì thân thể khỏe mạnh. Không hẳn vậy, bởi vì nhiều thứ không tốt cho sức khỏe.
Nhưng không sao, quý vị cứ thư thả, tự nhiên thích ăn thì ăn, rồi ngồi thiền thêm. Nếu uống nước thì cho một hai giọt chanh vào, bởi vì nước hiện nay không tốt lắm, bởi vì đất bị ô nhiễm, đất đều bị hóa chất làm cho ô nhiễm, nước chảy qua đất ô nhiễm thì cũng bị ô nhiễm, cả nước mưa cũng bị ô nhiễm một chút, có nơi nước mưa sạch, có nơi không sạch, do không khí bị ô nhiễm, trong không khí cũng có độc tố, có bụi gì đó, đều có chất độc, rồi đi vào nước mưa, nên cũng không có tốt lắm. Tốt nhất quý vị nên lọc qua rồi mới uống. Lọc qua rồi nếu cần thì nấu sôi lên. Nếu tôi nói ra hết, thì mình chẳng muốn ăn gì nữa. Tôi không dám nói. Mình tôi biết là được rồi. Nói ra ảnh hưởng đến việc làm ăn của người ta. Mọi người sẽ sợ. Cái này không dám ăn, cái kia không dám ăn. Thật ra thời nay DNA trong thân thể của chúng ta đã thay đổi quá nhiều. Thành ra có muốn sống thọ cũng khó. Dù ăn hay không ăn, hay ăn bao nhiêu, ăn gì đều như vậy cả. Nhưng chúng ta tu hành đến trình độ nào đó thì ăn ít cũng không sao, không ăn cũng được. Đừng có thử để xem mình ở đẳng cấp nào nhé. Bây giờ ví dụ, mỗi ngày tôi ăn một, hai trái bưởi. Không phải mà ăn mà là ép nước uống. Nhưng hôm nay tôi cho quý vị hay thì có lẽ từ ngày mai tôi lại ăn uống rất nhiều, không biết nữa. Vì sau đó quý vị về nhà ráng làm giống như vậy, rồi là cầu sư phụ giúp đỡ thì thế thì tôi là phải ăn giùm quý vị, khiến tôi cũng không ăn mấy thứ đó được nữa. Nhưng tôi là thầy thì cái gì cũng phải cho quý vị biết. Dù có nghiệp chướng hay không thì tôi cũng phải nói thường là như vậy. Có gì hay thì tôi cũng nói với quý vị, rồi tôi lại không làm được nữa. Nhưng nói quý vị hay, hiện nay, ví dụ mỗi ngày tôi uống nước, bưởi ép, hay nước cam, hay ăn một trái táo, rồi ăn một, hai gói mì ăn liền, hoặc là mì ăn liền đặc biệt, mà Đài Loan Formosa làm, loại bằng bột gạo, sợi nhỏ, mảnh, bên trong có một chút gia vị thôi, không có nhiều thứ, những thứ đó có thể ăn. Đối với tôi nha, quý vị đừng có ra sức ăn ha. Rồi tôi lại không thể ăn được nữa. Quý vị cứ tự nhiên là được rồi. Tôi ăn như vậy là được rồi. Không cần làm phiền người khác nấu gì. Chỉ là đôi khi họ thích nấu cho tôi. Có lúc bận quá đến ép trái cây cũng thấy phiền phức. Ép xong phải lau rửa, bởi vì nước bắn ra, kiến sẽ bò vào rồi chết trong đó, vân vân. Thành ra ăn gì uống gì cũng khó. Tôi cũng ráng ăn lắm rồi, đặng ban phước báo cho thế giới. Nhưng không ráng được thì thôi, hiểu không? Cũng không thể để thân thể mình không khỏe, cũng phải giữ gìn thân thể này vì mọi người, vì thế giới, vì vũ trụ. Và để ngồi thiền nhiều, mang xuống nhiều lực lượng khẳng định từ vũ trụ nguyên thủy. Thân thể tôi chỉ có một thôi, không thể đem hết xuống một lần được, sẽ vãng sanh mất. Thành ra mỗi ngày lấy được bao nhiêu thì lấy. Dĩ nhiên nếu mỗi ngày tôi thiền nhiều hơn thì sẽ mang được nhiều hơn. Lực lượng rót xuống sự hiện hữu này có thể tăng lên, không phải thân thể ha. Hiện hữu tiếng Hoa nó làm sao? Khinh du, đúng rồi. Không phải thân thể, nhưng thân thể cũng có liên quan. Nếu lực lượng nhiều quá thì thân thể sẽ chịu không nổi từng bước như vậy. Đến bây giờ, dĩ nhiên càng ngày càng mang xuống nhiều. Nếu thiền càng nhiều, tôi càng lấy xuống được nhiều hơn. Nên tôi nói với quý vị, thật sự tôi bị thiệt thòi khi xuống đây nói chuyện với quý vị. Nhưng quý vị vẫn cứ nhõng nhẽo, nũng nịu. Chúng con vẫn cần sư phụ, chúng con không thể thiếu sư phụ. Nhõng nhẽo như vậy đó. Nên thỉnh thoảng quý vị đến thì tôi gặp. Nhưng đừng có đòi hỏi tôi như trước nữa. Sờ đầu, sờ chân, rồi mua nhiều bánh kẹo thuần chay giống như trẻ con. Quý vị lớn rồi, lớn hết rồi. Tôi cũng già rồi, chúng ta già hết rồi.
và mức nào đó lớn hết rồi, để tự chăm sóc lấy mình, hướng vào bên trong nỗ lực tu hành. Mỗi ngày phải cầu nguyện, cầu lực lượng của vũ trụ giúp đỡ để mình không quên tu hành, không hướng ra bên ngoài tìm kiếm vật chất, không dựa dẫm bên ngoài. Càng dựa vào bên ngoài, càng muốn mau thành Phật thì mình sẽ bị ma vĩnh gạt. Muốn mau chóng thành Phật cũng là một kiểu tâm danh lợi, hay muốn thành minh sư đi ra giảng pháp cho người ta sùng bái này kia cha, thì càng gây go hơn nữa, tâm danh lợi càng tệ hơn, sẽ bị ma gạt gẫm, ma sẽ bên cạnh thì làm bậy bạ, rồi quý vị cho là mình đã là gì đó. Cảnh giới thứ 9, cảnh giới thứ 10, không nên như vậy, phải từ từ nha. Hơn nữa phải thật sự tu hành, phải khiêm nhường từ bên trong. Đừng tự cho rằng mình là ai đó. Nếu quý vị cho rằng mình là ai đó thì chứng tỏ quý vị chẳng là ai cả, hiểu không? Vậy là không đúng, phải hết sức cẩn thận nha. Cầu lực lượng chân chính giúp đỡ, cầu sư phụ bên trong giúp đỡ, đừng để mình bị ma nhập hay bị ma gạt. Bởi vì tu hành ít sẽ dễ bị ma gạt. Thế giới chúng ta rất gần với cảnh giới Atula, nên những linh hồn đẳng cấp thấp này rất dễ qua lại với chúng ta, gạt gẫm chúng ta, dẫn chúng ta đi sai đường, phải cẩn thận nhé. Ok, đừng cầu danh lợi, đừng cầu làm minh sư gì hết. Nếu có mệnh làm minh sư, thì quý vị sẽ chạy không thoát được. Thật đó, tôi có chạy được đâu. Tôi vốn đã không muốn có bất kỳ liên hệ gì với thế giới này, ngay cả quý vị. Tôi cũng không muốn có liên hệ gì hết, chỉ muốn chuyên tâm làm công việc của mình. Tiền bạc, danh lợi, tốt, xấu, tất cả tôi vốn không màng, không màng, không để tâm. Ai nói tôi tốt, xấu, thật sự tôi cũng không để ý, nhưng rốt cuộc vẫn bị quý vị kéo lại. Nếu một mình tôi, ngoài việc chăm sóc nhục thể của mình, trông nom chó của tôi, thì tôi ngồi thiền, tu hành vậy thôi, không đi đâu hết, không làm gì hết. Còn nếu trong nhà phiền não quá, thì tôi đi tìm chỗ không có nhà cửa. Như đến bên bờ sông, rồi có một căn chòi nhỏ hoặc nhà thuyền nho nhỏ lưu động trên sông, kiểu như vậy. Có một số đồng tu đã nhìn thấy nơi đó của tôi, nhưng tôi không muốn nói nó nằm ở đâu. Nói rồi quý vị là chạy đến đó, lại núi, lại sông, rồi dỡ cả nhà tôi xuống mang đi. Đồ gia trị mà. Nhà thuyền đó của tôi rộng cỡ cái bục này thôi. Bên trong chỉ có một thiết bị đã có sẵn rồi, nhưng mà ở đó tôi cũng không có nấu ăn. Ăn mì gói và một ít trái cây, vậy là được rồi. Ở giữa sông, cách ly với thế giới, giống như hòn đảo của riêng mình, nhưng không phải quốc gia nào cũng cho phép như vậy. Cũng mua được nhà thuyền nho nhỏ để ở đó, trôi qua trôi lại như thế, không đâu. Sống ở đó cũng hơi khó, có chút khó khăn. Không phải khó khăn, nhưng phải đóng thuế. Phải trả tiền cho bờ sông đó. Đúng vậy, chủ nhà đã mua chỗ ở đó rồi. Tôi phải đậu, gọi là gì? Nhà thuyền. Nhà thuyền. Ý nói là thuyền dùng làm nhà, nhỏ nhỏ thế này, giống như kiểu nhà kho bằng gỗ. Như vậy thì được phép. Nhưng quý vị cũng không được dùng motor lớn để chạy nhà thuyền qua lại, vì sẽ làm phương hại đến cá, có rất nhiều quy định. Rồi mỗi năm phải đóng thuế bao nhiêu? Cái nhà đó của tôi đã mua rồi, nhà mua lại, tình cờ có người bán mà. Trên sông đó có mấy cái như vậy. Còn lại đa số là thuyền, dân thường cuối tuần họ mới đến. Những người này rất lương thiện. Nghe nói tôi ăn chay. Họ mời tôi đến nói, tôi biết làm, gỏi cuốn thuyền chay cho bà ăn, rồi cái này cái kia cho bà ăn. Rồi bà không uống bia thì uống nước khoáng được không? Thật tốt bụng. Họ câu cá không phải để ăn, cũng ít khi câu. Mỗi năm có một hai lần thi câu cá. Ai bắt được con cá to nhất thì được giải thưởng. Bắt xong, cân đo xong thì họ thả đi ngay. Nhưng tôi cũng cảm thấy sao phải làm vậy. Như vậy rất cá đã bị thương nặng rồi, hiểu không? Còn sợ hãi nữa. Được giải thưởng xong,
thì họ thả lại xong, chứ không ăn. Họ thi cho vui thôi. Họ có câu lạc bộ câu cá. Tôi cũng phải có giấy phép câu cá thì mới được ở đó. Không phải tùy ý chạy tới đó là có thể ở được. Không phải đâu. Phải có giấy phép câu cá. Nhưng tôi nói lúc tôi mua chỗ đó họ đâu có nói. Tôi ăn chay nên đâu có bắt cá. Tôi không thể nào bắt cá vì tôi ăn chay mà. Rồi nói được rồi, vậy bà nộp mấy trăm là xong. Tôi nói được, tôi rất sẵn lòng nộp tiền. Ở đó tôi còn cho cá ăn nữa. Rất nhiều cá đến ăn. Tôi nói với chúng, các con ngoan ngoãn ở quanh ta thì sẽ an toàn, đừng chạy ra đằng kia. Nhìn thấy mạn thuyền nào đó, thì các con hãy cách xa nó ít nhất là 50 thước, 100 thước, vài trăm thước, chạy xa một chút, nhìn thấy cái gì trôi nổi thì đừng ăn. Nếu muốn chết thì cứ ăn. Không muốn chết thì đừng có ăn. Chúng đều ở xung quanh tôi, đặc biệt là loại cá bé, đến ăn mỗi ngày. Trong làng nước toàn là loại cá đó, loại tròn tròn đến ăn, làm sóng gợn lăng tăng đó. Rồi cả thiên nga và vịt nữa, loài kêu quạc quạc đó, đều đến. Nhìn thấy tôi đến là tới liền, bay tới, bơi tới rất nhanh. Tới còn làm dáng ở đó nữa, quạt, 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 thế này, vẫy đuôi giống như chó vậy, vẫy liên hồi. Nếu tôi chưa đưa thức ăn ra chậm, thì chúng vẫn còn làm dáng, còn chạy đến xung quanh thuyền của tôi, mổ cọc cọc cọc. Chỗ tôi có nhiều đồ ăn cho chúng, bánh mì mềm, loại nguyên cám và những thứ khác nữa, toàn đồ ngon. Rồi đôi lúc có người nhìn thấy họ nói, chà, chỗ bà giờ thành nông trường chăn nuôi rồi. Tôi nói đúng rồi, giờ tôi giàu có hơn rồi. Rồi nói, chà, bà cho chúng ăn ngon quá vậy, đến người cũng muốn ăn. Tôi nói, ồ, ông muốn ăn không? Bởi vì đồ ngon mà, không phải đồ dư hay đồ hư thừa mới cho chúng ăn. Chúng thương mến tôi vô cùng, ăn xong không chịu đi. Còn ở đó đi qua đi lại quanh chỗ tôi, hoặc tìm chỗ đậu của nó ở đó, rồi bắt đầu rỉa lông, rỉa cánh. Dễ thương lắm, dễ thương lắm. Chúng rất có tâm linh, rất cầu thông. Tình thương của chúng là mình thật cảm động. Tình thương của mình chúng cũng cảm nhận được. Tôi tới là chúng tới ngay, rất nhanh. Từ xa cũng nhìn thấy, bay tới hay bơi tới rất nhanh. Dẫn cả nhà đến, mẹ bơi đằng trước, đàn con bơi theo sau. Tôi rất sẵn lòng, rất vui cho chúng ăn. Ngày tôi đi, tôi đem ra hết, kể cả bánh quy thuần chay mà tôi để dành cho trẻ nhỏ đi ngang qua thuyền. Tôi cũng mang hết ra, chúng cũng ăn. Tôi nói xin lỗi nha, không biết đến khi nào tôi mới trở lại. Các con tự chăm sóc cho nhau nha. Chúng yên lặng, không nói gì. Bình thường đều quạt quạt gì đó. Chạy qua chạy lại, rỉa nhau, chơi đùa với nhau. Hôm đó không làm gì cả, yên lặng. Cứ lặng lẽ đứng ở đó, hay đứng trên nước. Lòng tôi đau thắt. Rời xa chúng, tôi đau lòng còn hơn khi rời xa quý vị. Xin lỗi nha, tôi nói thật mà. Người tu hành không được nói dối. Tôi không biết tại sao. Tôi cũng không biết lý do. Có lẽ tâm chúng đơn thuần không đòi hỏi gì ở tôi. Vì tôi cho chúng ăn thì chúng mới đến. Có lúc ban đêm tôi đến trễ quá hay mấy ngày không đến thì chúng ở đó tự lo lấy. Ăn những thứ rong biển gì đó. Ở sông có mọc rong rêu, chúng ăn cái đó. Rồi có lúc cỏ cây bị gió thổi xuống sông, chúng ăn những thứ đó. Nên đã no rồi, vậy mà vẫn chạy lại vẫy đuôi, vây quanh xung quanh tôi. Tôi cho nhưng chúng không ăn, vì đã ăn no rồi. Tôi nói được rồi, lát nữa thích thì ăn ha. Bởi vì những thứ đó không chìm xuống nước, nên chúng cứ từ từ, lát sau rồi cũng ăn. Có lúc ăn no rồi vẫn còn quanh quẩn ở đó, quanh quẩn bên nhà thuyền của tôi. Đông U à,
Cho nên loài vật, cả cây cối nữa cũng có tâm linh. Đến hòn đá cũng vậy. Quý vị biết rồi, phải không? Có biết không? Nên quý vị đi vào rừng hoặc ở trong công viên, cây to, có rất nhiều cây cối là mình cảm thấy thật dễ chịu, bởi vì dưỡng khí của cây cũng do cây có công đức mới phát ra được. Cây cũng có từ trường yêu thương và bảo hộ, nên quý vị cảm thấy dễ chịu khi đi lên núi. Núi cũng có sơn thần. Những thứ mọc lên ở ngọn núi cũng đều có tâm linh. Đến hòn đá cũng có. Ai cũng có trách nhiệm riêng, công đức riêng và nhiệm vụ riêng của mình. Cho nên chúng ta được làm người, được dùng nhiều thứ tốt, thì trong tâm phải nên biết ơn. Biết ơn tất cả chúng sanh, biết ơn vạn vật. Trong Kinh Phật có nói, gặp chúng sanh hữu tình hay vô tình, tôi đều cầu nguyện cho họ khi vãng sanh được trở về miền cực lạc vĩnh hằng. Trong Kinh Phật mà người ta tụng hàng ngày, trong đó có câu nói đó. Tôi còn nhớ, bởi vì trước đây tôi có tụng kinh nên tôi còn nhớ. Như niệm chú Đại Bi, Kinh Kim Cang, hàng ngày tôi tụng kinh giống như trong chùa họ tụng về đó. Cử sáng, cử tối đều có nhắc tới. Thế nên chúng sinh không có cảm xúc cũng là chúng sinh. Quý vị biết rồi, phải không? Cho nên quý vị đến đây lấy đá sỏi mang về làm kỷ niệm hả? Có phải là vì như vậy không? Có ai lấy nữa không? Không ha. Đừng nha. Đừng có tôi bên ngoài nha. Nếu mà vậy tôi đi ra đường cao tốc thì quý vị cũng đào đường cao tốc của người ta lên sao? Nếu mà có hiệu nghiệm như nước ở đây thì quý vị lấy một ít là được rồi, đừng lấy nhiều quá. Rồi máy bơm lại phải hoạt động nhiều. Người xuất gia chúng tôi phải chăm lo rất nhiều thứ, rồi sẽ thiếu nước cho cây cối ở đào tràng. Vì chỗ mình có nhiều nước và chăm sóc tốt, nên cây cối mới lớn xanh tươi như vậy. Rồi quý vị đến mới được thưởng thức. Nhưng trên đó, phía trước đình bảo vật vốn cũng có một số cây, cũng có chỗ đất trống. Chỗ đất trống mười mấy mét như thế này. Quý vị đừng có chiếm nữa nha. Không gian thoáng thì cũng có ít mà. Giống như quý vị xây nhà, bên trong đâu phải kê hết giường, đồ đạc, tủ lạnh. Đâu phải kê kín hết, phải không? Có không? Có hay không? Dạ không? Không. Giường ở một góc nhỏ, tủ lạnh cũng ở một góc nhỏ khác, vân vân. Rồi ở giữa thì trống. Đa số đều trống. Cần phải có không gian chứ. Thế nên trên kia là không gian duy nhất của chúng tôi. Bốn bề đều là dốc núi. Phía trước hang động của tôi có thảm cỏ nhưng mình không dùng được, vì bên dưới có rất nhiều chúng sinh ẩn náu dưới đó như dế, kiến, dung đất, vân vân. Không thể làm gì được, vì bây giờ có rất nhiều chúng sinh ở đó. Lần đầu trở về, tôi bước lên cỏ, không phải cỏ, mà là bước trên thảm có nhiều đá. Tôi bước lên hòn đá đầu tiên. Hòn đá phẳng. Khi tôi bước lên, chào ơi, hàng trăm con dế nhảy lên không trung. Chúng cứ nhảy lên, nhảy xuống rất lâu. Tôi mới biết chúng ở đó. Nếu không, tôi đâu bao giờ biết. Nên bây giờ chúng tôi làm một cây cầu, rồi quét dọn trên cây cầu đó, dùng máy thổi, thổi lá đó. Không thể bước lên thảm cỏ nữa. Tôi có nói rồi, nói Hồng Kông rồi, nhưng tiện đây nói với quý vị, họ để một cái ghế và bàn cho tối đó. Nhưng tôi nói không được, mang ngay đi, tôi sẽ không đến nó ngồi đâu. Nên chỉ có khoảng đất trống ở đó, chờ chúng tôi đậu Sài Gòn. Rồi nhiều khi người xuất gia tới các Bồ Tát uống trà đó. Bây giờ họ già rồi, tôi mua vài cái ghế sofa để họ ngồi uống trà cho dễ chịu.
cũng mua một số ghế cho những người già trung trung ngồi. Nhưng quý vị chiếm chỗ, chiếm đến độ không để ánh nắng, ánh sáng chiếu vào được. Chào ơi, tôi trở về cảm giác như bị đè lên cổ vậy, rất ngột ngạt, ngột ngạt. Cây cối thiếu ánh nắng mặt trời, chúng cũng than phiền. Rồi xung quanh cây cối không có nắng mặt trời thì cây cũng không sống nổi. Rồi lúc quý vị lên đó thì sẽ không còn gì cả. Mình đi đến đâu phải giữ gìn môi trường nơi đó cho đẹp đẽ. Nếu không đẹp thì mình phải làm cho đẹp hơn. Nếu đã đẹp rồi, mình thích như vậy rồi thì mình phải giữ gìn, không được thay đổi nữa. Đừng làm cho xấu đi. Thay đổi cho đẹp hơn thì được, thay đổi xấu đi là không được. Mình thích chân thiện mỹ mà. Sao một nơi đẹp đẽ mà làm thành xấu xí như vậy, ngột ngạt như vậy? Không được như vậy. Phải nghĩ đến người khác. Phải có lòng cống hiến, lòng hiếu thuận, thương yêu và bảo vệ. Đối với sư phụ của mình, tôi cũng là người bạn đồng tu của quý vị mà. Cho nên hãy yêu thương và bảo vệ đồng tu của mình, phải để cho bà ấy thoải mái một chút. Hơn nữa, người đồng tu này làm việc rất nhiều nên cần không gian thoải mái một chút. Nếu bà ấy không ở trong hang, thì phải xây cất rất nhiều nhà, sẽ không có không gian trên đó nữa. Bởi vì tiết kiệm thì mới có không gian. Bởi vì tiết kiệm mới có tiền cứu trợ, tiền không phải từ trên trời rơi xuống. Bởi vì chúng ta rất biết cách tổ chức, biết tiết kiệm mà, nên chúng ta mới có tiền giúp đỡ người khác. Bằng không, nếu tôi kinh doanh rất nhiều, nếu tôi xây nhà cho tôi và xây cho người xuất gia ở, hay làm văn phòng sang trọng, rồi mua nhiều dụng cụ để làm việc, hay để kinh doanh đặng chăm sóc cho mọi người, thì sẽ chẳng còn chỗ nữa. Cũng không còn tiền nữa. Nếu tôi làm vậy thì xây nhiều nhà cho tôi ở, xây văn phòng, mua nhiều thiết bị, máy tính hạng nhất, hiện đại nhất. Rồi xe nữa, mua nhiều xe này, xe kia xa hoa cho mọi người dùng. Không cần xa hoa thì cuộc sống cũng thoải mái rồi. Nếu mình xây chùa chiền, nhà cửa cho người xuất gia vân vân thì đâu còn không gian nữa. Tiền cũng sẽ tiêu hết, bao nhiêu cũng không đủ. Quý vị biết, Đài Loan Formosa cái gì cũng đắt, đắt đắt, xây nhà cũng đắt. Không phải là ta phàn nàn Đài Loan Formosa đắt đỏ, chỉ là thời đại này là như vậy. Hơn nữa, Đài Loan Formosa đắt chặt người đông, nên càng đắt hơn, muốn mua cái gì cũng đắt. Chúng tôi muốn tìm mấy chỗ mà đắt quá, không đủ tiền, không mua nổi. Tôi có một mình thôi. Tôi không nhận tiền của quý vị, nên phải tự mình kiếm tiền. Rồi người xuất gia cũng giúp nữa. Nếu có một số quý vị ở đó làm việc lâu dài, thường xuyên, thì chúng tôi cũng phải trả tiền. Người ngoài đến làm, chúng tôi cũng phải trả tiền. Rồi còn phải cứu trợ. Và mình cần có nhiều thiết bị. Nên nếu tôi thật sự sống cuộc sống bình thường, như các đoàn thể khác thì không có tiền. Không còn tiền nữa, không còn đất nữa. Nên đừng có đòi hỏi tôi một mình mà làm thật nhiều việc. Tôi phải làm sao? Nhưng tôi vẫn hãnh diện về quý vị. Ý tôi là quý vị ăn thuần chay, còn khuyên người khác ăn chay. Như vậy là đã giúp cho loài vật nhiều rồi. Quý vị cũng muốn làm nhiều việc tốt, cũng cố gắng hết sức làm nhiều điều tốt. Như vậy tôi đã hãnh diện lắm rồi. Ôi, nói nhiều quá rồi. Trời ơi, đói quá hả? Đói muốn chết chưa? Dạ chưa. Quý vị ăn sáng rồi nên cũng đỡ. Đúng rồi, đâu cần ăn. Từ hôm qua tới giờ, tôi chưa ăn uống gì, mà cũng không thấy đói. Nói với quý vị vậy thôi, chứ không phàn nàn gì. Nên nếu quý vị chưa ăn, thì chúng ta như nhau thôi, giống nhau. Không phải toàn uống nò nề rồi mới xuống gặp quý vị. Rồi để quý vị ngồi đó nghe tôi nói. Tôi cũng không có lựa chọn nào.
làm sư phụ thì phải có trách nhiệm một chút. Mọi người đã đến rồi thì tôi cũng nhân tiện nhắc nhở đâu ba câu. Cơm thì mỗi ngày đều có thể ăn, bây giờ không ăn thì lát nữa ăn. Biết bao nhiêu người trên thế giới mấy ngày liền không có gì để ăn. Quý vị xem truyền hình đó thì biết. Biết cả mà. Thành ra tôi cũng không cảm thấy tội lỗi gì. Đói một chút cũng không sao. Mấy ngày nay quý vị biết, mấy ngày nay quý vị đến dựng lều ngồi thiền, tôi cũng không cảm thấy có lỗi gì. À, cũng có một chút chứ. Nếu có thể xây nhà lớn cho quý vị ngồi thiền, tôi cũng sẵn lòng. Nhưng mình cứ thuận theo tự nhiên, không có thì thôi. Đừng than phiền nhé. Quý vị đến ngồi thiền có mấy ngày thôi, dù mưa gió thế nào cũng ở trong lều có mấy ngày thôi. Nhiều nhất là một, hai tuần lễ. Ở ban sơ, tôi với mấy người xuất gia đều sống như vậy. Hồi trước, chúng tôi đâu có nhà cửa, đâu có đất đai. Chúng tôi sống như vậy, ở trong lều một thời gian rất lâu. Thành ra quý vị đến đây ở lều, nếu mưa ướt thì vẫn có thể về nhà thay quần áo ngay. Lúc đó chúng tôi dựng lều vậy đó, đi khi quạt khắp nơi còn đi giảng pháp nữa chứ. Quý vị dựng lều có mấy ngày thôi, đừng mong tôi cảm thấy thương cảm hay cảm thấy tội lỗi. Không có đâu. Dạ không đâu. Hồi trước tôi còn vất vả hơn quý vị nhiều. Quý vị còn có nhà để về, lúc đó chúng tôi đâu có nhà mà về. Vả lại tôi có trách nhiệm, người xuất gia đến rất đông, mà không có chỗ cho họ ở. Lúc đó tôi cảm thấy rất áy náy. Họ vẫn còn trẻ, trước giờ chưa từng chịu khổ như vậy, rời xa mái ấm gia đình để theo tôi. Tôi lại không thể đuổi họ đi. Người xuất gia làm sao mà đuổi? Mệnh của họ như vậy mà. Nếu thời gian của họ chưa đến thì không thể bảo họ rời đi. Chúng tôi sống vậy đó, sau này mới mua miếng đất này. Tình cờ có đồng tu giới thiệu người thân của họ có một mảnh đất. Tôi nhớ có 50.000 đại tệ. Rẻ quá nên tôi mua ngay. Chúng tôi tới đây dựng lều ở ngay, dựng lều ở phía trên thôi, bên cạnh cây xoài. Tầng thứ ba ở đây, ở chỗ nguồn nước, ở chỗ suối Cam Lồ thôi, không có chỗ này. Chỗ này hồi trước họ trồng gì đó, một phần trồng gì đó, còn một bên cỏ mọc rất cao, hình như là cây lộc thảo, rất cao và cứng. Sau đó, không phải cây lộc thảo, cỏ này rất cao và cứng giống như cây mía đó, nhỏ hơn một chút, chỗ nào cũng có, rồi không biết thế nào mà chúng tôi mua được. Sau này chúng tôi mới trồng cây. Hồi trước đâu có mấy cây này. Chúng tôi trồng với nhau suốt đêm. Cây to, to như thế này đã lớn rồi, không lớn như bây giờ, mà cao cỡ mái nhà kia. Chúng tôi mang về trồng. Người xuất gia lúc đó thật giỏi, thật thông minh. Ta bảo họ dùng phương pháp này, phương pháp nọ, đang kéo cây vào lỗ trồng, chứ không phải dùng sức người như thế này. Lúc đó cũng có cần cẩu, nhiều tiền quá. Chúng tôi không đủ tiền thuê cần cẩu, nên làm bằng nhân lực. Nhưng lúc đó có rất nhiều người xuất gia. Làm gì tôi cũng làm cùng với họ. Đào suối Cam Lồ, trồng cây cối, cất dựng nhà cửa, v.v. Lúc đó chúng tôi tự làm hết, bởi vì tiền không kiếm được là bao. Thành ra chúng tôi rất tiết kiệm, cái gì cũng tự làm hết. Những người xuất gia thời kỳ đầu rất là thành tâm. Không có chùa chiền, không có gì cả. Xe cũng phải đẩy tới đẩy lùi mà họ vẫn theo tôi. Thật cảm động, họ thật thành tâm. Rồi, nên bây giờ quý vị có dựng lều ở đây vất vả một chút, thì bên trong cũng đừng có cầu sư phụ xây chùa chiền nha. Chỗ đây không xây được đâu. Những cột sắt dựng lều bạc cũng phải dỡ xuống. Như kiểu tạm thời kia thì được. Từ cây này kéo dây qua bên cây kia, ta bảo với họ phải bào quấn cây lại rồi mới kéo dây. Mà một số cây họ không quấn, chắc là không kịp quấn. Nhớ là về sau đi đâu cũng phải chú ý làm đẹp cho nơi đó và làm cho người ta vui vẻ, hạnh phúc. Khi nào đến taxi, tôi cũng tặng cho tài xế taxi gấp mấy lần tiền xe. Có lúc đi xe chưa tới 100 đại tệ, nhưng tôi đưa cho họ tới 400, bởi vì hiếm khi mới gặp họ.
nên muốn giúp chút đỉnh cho họ. Tài xế taxi không phải người giàu có, hiểu không? Tiền thưởng thêm nhiều họ sẽ vui, ai cũng an lòng. Tôi cũng tặng thêm, luôn như vậy. Đi nhà hàng tôi cũng tặng thêm rất nhiều tiền, khen ngợi họ làm việc nhanh nhẹn, khen nhà hàng họ sạch sẽ, thoải mái, làm cho họ vui vẻ, hiểu không? Đừng lấy đồ của người ta hay làm cho người ta thấy buồn phiền, thấy áp lực. Như vậy là đi ngược lại với lý tưởng của chúng ta. Đi đến đâu cũng phải mang tới cái đẹp cho người ta niềm vui. Tạo từ trường vui vẻ cũng là một cách làm đẹp. Lên máy bay thì đương nhiên là tôi không thể trồng mấy cái cây trên đó rồi. Nhưng tôi lịch sự nói lời cảm ơn với tiếp viên hàng không. Khen họ đẹp, khen họ phục vụ giỏi. Rất vui vì gặp được người như họ, ví dụ vậy. Đó cũng là một kiểu làm đẹp. Đừng chỉ lấy mà hãy cho. Không phải chỉ tặng tiền thôi. Mình cũng có thể cho họ thái độ cao nhã của người tu hành. Làm cho người ta vui vẻ là bổn phận của chúng ta. Vì như vậy mới là tô điểm cho thế giới. Nếu quý vị đi đâu cũng cho người ta niềm vui như vậy thì ai cũng vui vẻ. Từ trường của cả thế giới đều tốt lên. Như vậy sẽ mang lại rất nhiều may mắn. Bảo vệ địa cầu. Nên đối đãi với người ngoài như vậy, đối với sư phụ cũng vậy. Tôi không đòi hỏi sự tiếp đãi đặc biệt gì. Đối với tôi cũng như đối với người ngoài là được rồi. Tôn trọng mọi người thì bầu từ trường sẽ rất tốt. Đừng la mắng, đừng to tiếng. Từ trường tốt thì cả đôi bên đều dễ chịu. Đôi bên dễ chịu thì thế giới sẽ thăng hoa lên một chút. Không phải vì mười mấy mét mà tôi tranh cãi với quý vị. Không phải nha. Tôi chỉ nói về đạo lý, sự hợp lý, lẽ thường, nhân cách, phong độ, tình thương, cách cư xử cao nhã. Được rồi, đi ăn cơm thôi. Thôi, chào nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn tình thương của quý vị. Cảm ơn quý vị đã có lòng tin tưởng tôi. Gặp lại sau nha. Dạ. Tôi sẽ cố gắng trở về. Mọi người ngoan ngoãn thì tôi sẽ trở về. Không ngoan thì không có phước báo đó, chứ không phải là tôi không muốn. Muốn về mấy lần mà đều bị cản trở bởi vì không đủ phước báo. Chúng ta cố gắng tịnh hóa hòn đảo này. Ôi, nếu cả hòn đảo này mà ăn chay thì tốt quá ha. Đài Loan Formosa bây giờ rất hùng mạnh và giàu có. Chỉ còn ăn chay nữa thôi. Cha sẽ là số một thế giới. Tôi có ước vọng đó. Tôi cứ ước vọng đó, có mong ước đó. Rất muốn đưa Đài Loan Formosa trở thành quốc gia ăn thuần chay đầu tiên. Chà, vậy thì tốt biết bao. Được rồi, gặp lại sau. Tôi thương quý vị. Cảm ơn. Thương quý vị, chúng con thương Ngài. Thương quý vị nhiều lắm. Cảm ơn Sư Phụ. Muốn tôi lái một vòng đạo tràng nữa không? Vì có xe đây rồi, dám muốn, muốn không? Dám muốn, để ta xem thử có ngồi được không? Miro đây, để lỡ cần. Đẹp quá, sư phụ đẹp quá. Ta thích nghe vậy đó. Nói sư phụ đẹp, ta thích nghe vậy. Chứ có người hỏi vấn đề về kiến, ta không thích nghe. Quý vị coi chừng đó. Chạy cẩn thận hả? Dạ, lâu rồi ta không lái. Từ từ thôi à, giỏi quá. Chậm chậm thôi à. Muốn mọi người nhìn rõ một chút.
Kính chào sư phụ, kính chào sư phụ. Kính chào sư phụ. Cố lên, lớn như vậy rồi. Lại đây, lại đây. Lớn như vậy rồi. Đẹp quá. Nhớ chăm sóc tốt nha. Dạ, bà má lại đây, lại đây. Sao lại để họ đứng xa như vậy? Lại đây. Bà cụ khỏe không? Bác khỏe không? Lớn tuổi vậy rồi mà vẫn còn khỏe, vẫn còn sống. Bác ấy có nhiều phước báo, rất hay cười. Người đằng sau. Bác vẫn khỏe hả? Dạ. Lúc tầm ấn bác đã đẹp vậy rồi, bây giờ còn đẹp hơn nữa. Tốt, tôi cũng bận lắm. Dạ khỏe, cảm ơn sư phụ. Kính chào sư phụ. Mừng sư phụ trở về. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Kính chào sư phụ, kính chào sư phụ. Sư phụ, sư phụ. Kính chào sư phụ. Đại Lộc hả? Kính chào sư phụ. Đại Lộc hả? Đại Lộc hay Đài Loan Phong Sa? Cảm ơn sư phụ. Nói cho sư phụ biết cô là người Đại Lộc hay Phong Sa? Tôi không thể chăm sóc mọi người hết được. Ok, cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. Được rồi, kính chào sư phụ. Sư phụ bảo trọng. Sư phụ giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt, gặp lại sau. Sư phụ đẹp quá. Kính chào sư phụ. Kính chào sư phụ. Sư phụ đẹp quá. Ở đây vẫn còn người ban nhà bếp à? Biết rồi, để đi gặp họ. Kính chào sư phụ. Nhưng tôi xuống không được. Chào quý vị, chào quý vị. Tôi đến thăm quý vị đây, xem quý vị làm việc. Nhân viên nhà bếp vất vả ha. Chà, nấu nướng cho nhiều người vậy. Thật không dễ. Quý vị quả là thần thông quảng đại. Ban nhà bếp thần thông quảng đại. Lái xe này nhanh hơn. Xe kia lên dốc chậm hơn à? Được rồi, cô đi sau nhé. Dạ, tôi đi trước. Dạ, đi lên còn phải làm việc. Ok. Cảm ơn tất cả nhân viên làm việc.